trong nguyên thủy của người Maya cổ, có nghĩa là hòn đảo của những loài chim én, hòn đảo của quý. Và nơi đây cũng là nơi tôn thờ nữ thần mặt trời Ischel, bởi vì ngày xưa ở đây có cái truyền thống là người dân đến đây, đến cái đảo này để cầu con. Phía sau đó là con tàu MSC Siso, và bên này là con tàu Jewel of the Sea của hãng Royal Caribbean. Này hai hãng đậu gần nhau ha, ở Cozumel. Đây là biểu hiện của biểu tượng của những con chim yến nè.
Đây là hòn đảo của loài chim én.